nỗi cô đơn của nghệ sĩ ưu tú Việt Anh sống khách sạn, ăn cơm hàng quán để làm nghệ thuật. Nổi tiếng với Lôi Vũ tại sân khấu kịch 5B, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh từng là một trong những diễn viên được lựa chọn nhiều nhất trong những năm điện ảnh Việt Nam hưng thịnh. Giờ đây đã bước qua quá nửa đời người, ông chấp nhận cuộc sống đơn độc, chọn khách sạn làm nhà. Mỗi ngày, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đều chuẩn bị đối diện với cô đơn vì không có ai bên cạnh. Người đàn ông mộc mạc chiếm lĩnh sân khấu. Nghệ sĩ Việt Anh sinh năm 1956 trong gia đình nghèo khó tại Sài Gòn và không có ai theo nghệ thuật. Cha mẹ chỉ đủ tiền ăn cho các con nên có thể nói tuổi thơ cơ cực đã giúp ông quen với cuộc sống tự lập. Năm 1979, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông đổ vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật khoa đạo diễn. Những ngày đầu học diễn xuất, ông đã phải đạp xe hàng cây số để xem lịch tập kịch của người khác, rồi xem người khác họ tập thế nào, rồi về nhà luyện tập. Và cứ thế, kinh nghiệm diễn xuất của ông bắt đầu tăng dần. Nghệ sĩ Việt Anh luôn tâm niệm, làm nghệ thuật phải hướng tới những điều nhân bản và hướng về cái đẹp. Ông nghiền coi đá banh, nhưng ông lại rất ghét lối đá bóng thực dụng. Ông ủng hộ lối đá đẹp mắt của Manchester United, Barcelona hay Arsenal. Và có lẽ chính vì thế, với nghệ sĩ Việt Anh, trên sân khấu hay trong cuộc sống đời thường, không cần phải tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình, mà sự chiến thắng nằm ngay trên con đường mà mình hướng tới. Nghệ sĩ Việt Anh chưa bao giờ có chuyện sân si, giành vai hay tìm cách để nhận được những vai diễn lớn. Ông như một cây gỗ mộc, hoàn toàn không cố tình phô diễn, hoàn toàn tự nhiên khi lên sân khấu. Nhưng chỉ cần một cái khoát tay, một cái nhếch mép, tính cách nhân vật đã được bộc lộ và ông chiếm lĩnh sân khấu rất hiệu quả. Khán giả sẽ nhớ về ông qua nhiều vai diễn như Chu Phát Viên trong vở Lôi Vũ, như ông Năm trong vở Dạ Cổ Hoài Lang, hay vai viên đại úy Ngụy trong vở Biển. Nhưng đó chưa phải là những vai mà ông thích nhất. Một người làm nghề nhưng lại không khoe nghề. Nghệ sĩ Việt Anh vẫn luôn cố giữ một tâm hồn trẻ trung với đời và nghề. Ông không sống bon chen, lọc lõi, chà đạp lên mọi giá trị. Đó cũng là điều mà mọi người quý Việt Anh và trân trọng tài năng của ông trong những vai diễn rất ngây thơ, trong trẻo. Đó là một ông cậu len lén thầm yêu cô cháu dâu và luôn biết giữ mình trong vở Một cuộc đời bị đánh cắp và vai ông già năm tinh tế, vỡ òa cảm xúc đến ngỡ ngàng trong vở Dạ Cổ Hoài Lang. Đấy là hai vai diễn để đời của nghệ sĩ Việt Anh, chứ không phải những vai phùng mang trợn mắt lòe khán giả. Vai đại tá Hồng quân Liên Xô Luciano trong vở Đêm Họa Mi từ năm 2000 là một cái duyên định mệnh, một vai diễn hay bởi cốt cách và lý tưởng sống. Nó hợp với chất lãng mạn sâu thẳm trong tâm hồn nghệ sĩ Việt Anh, một vai diễn mà như ông thú nhận, bản thân chỉ gặp được một lần trong đời. Nó khiến ông thấy hưng phấn và là một hình ảnh đẹp nhất trên sân khấu mà ông muốn lưu giữ mãi. Nhưng vai diễn ấy của nghệ sĩ Việt Anh lại không được nhiều người thích. Cũng có thể nỗi ám ảnh của ông về một sự cao đẹp trong nhân vật khác với những vai diễn thông thường. Nhưng điều đó có khi lại không bắt nhịp với khán giả. Chuyện đó vốn rất bình thường. Phía sau những vai diễn, Việt Anh là một người yếu đuối. Ông sống thầm lặng, chiêm nghiệm và hay lo. Có lẽ chính vì thế, ông ít có mặt ở đám đông. Ông là một người làm nghề, nhưng lại không đi khoe nghề. Nghệ thuật rải tóc. Việt Anh là một trong ba nghệ sĩ Sài Gòn có lối diễn rất bợm. Hai người kia là cố nghệ sĩ Hoàng Giang, đoàn cải lương Văn Công thành phố và nghệ sĩ hài Bảo Quốc. Họ có lối diễn cợt vai, thậm chí lùi hẳn về phía sau nhường đất cho bạn diễn của mình. Nhưng lâu lâu họ chê một lời thoại thường là ngẫu hứng hay một động tác biểu diễn hình thể là họ hút hết hiệu quả cả một lớp diễn. Dân sành sỏi trong nghề gọi đó là nghệ thuật rải tóc, nghĩa là cứ rải tóc ra cho đàn gà, bạn diễn đã nhau loạn xạ ngoài sân khấu, rồi quơ tay một cái tóm ngay cổ gà. Không thiếu diễn viên nổi tiếng diễn chung sân khấu với họ đã phải khóc ròng bởi ngón nghề của mấy tay diễn bợm. Họ không phải phá bỉnh, mà một khía cạnh nào đó chính là đẳng cấp cạnh tranh lành mạnh trong nghề biểu diễn. Việt Anh diễn rất bản năng, nhưng đó là bản năng nghệ sĩ. Cái lộc trời cho ấy không phải cứ học mãi là vươn tới được. Ông diễn hơi tưng tửng nhưng duyên dáng đầy ngẫu hứng. Diễn ra cái hồn nhân vật hơn là tuân thủ chặt chẽ những chi tiết trong một vở diễn. Tuy luôn nhận mình là tay ngang, nhưng nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đã có hơn 30 năm làm nghệ thuật với hơn 200 vai diễn trên sân khấu và hơn 500 tập phim truyền hình. Đặc biệt với vai Tư Liệu trong vở Tốt Xấu Giả Thật, ông đã nhận được giải thưởng Cù Nèo Vàng năm 2011 của báo Tuổi Trẻ Cười do các nhà báo của mảng văn hóa văn nghệ bầu chọn.
Với tài năng thiên bẩm cùng với lối diễn xuất đầy sáng tạo và ngẫu hứng, nghệ sĩ Việt Anh thường được mời đảm nhận các vai ông già khó tính, lắm chiêu nhưng lại tốt bụng, gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các khán giả. Để ghi nhận sự cống hiến của ông, năm 2001, nghệ sĩ Việt Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh cũng là người dìu dắt, hướng dẫn các diễn viên trẻ trong câu lạc bộ diễn viên trẻ của nhà hát 5B nhằm giúp họ phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Bằng chính trải nghiệm từ cuộc đời mình, ông thầy Việt Anh vẫn thường nói với các học trò của mình rằng phải diễn sao cho thật, bởi sân khấu không chấp nhận những điều giả, và cũng phải sống sao cho ra sống, đừng để lỡ bước rồi mới tiếc nuối. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Nỗi cô đơn sau khi chia tay vợ. Nếu như con đường sự nghiệp của Việt Anh khá may mắn và suôn sẻ, thì cuộc đời ông lại lắm truân chuyên. Đã nhiều năm qua, kể từ khi chia tay vợ, ông lặng lẽ sống một cuộc sống lãng mạn, nhưng lắm khi nước mắt rưng rưng. Chấp nhận cuộc sống đơn độc, chọn khách sạn làm nhà và ăn cơm hàng mỗi ngày ở tuổi ngoài 60, nhưng khi tiếp xúc với nghệ sĩ ưu tú Việt Anh, người đối diện luôn nhìn thấy sự lạc quan nơi ông. Dường như những khó khăn, sóng gió trong cuộc đời chưa bao giờ khiến người đàn ông này gục ngã hay đánh mất nụ cười vốn có. Chia sẻ về lý do chia tay giữa ông và người vợ cũ, ông tâm sự một cách chân tình. Nói cho cùng thì chuyện gia đình tôi trước kia, trách nhiệm về vật chất, tôi làm bình thường. Về đời sống tinh thần, tôi chẳng bao giờ bồ bịch lăng nhăng gì hết. Tôi chỉ ham vui với các bạn thôi, uống bia, ngồi nói chuyện, chủ nhật đi đá bóng, ít ở nhà, chứ chẳng có gì gọi là ham vui ghê gớm cả. Nhưng tôi nghĩ rằng bổn phận của mình với gia đình, mình làm không đủ thôi. Người phụ nữ người ta đòi hỏi những cái khác. Thế rồi Việt Anh cũng thành thật. Thật ra tôi và Phương Linh không nói chuyện được với nhau. Chúng tôi không chia sẻ được với nhau những suy nghĩ, quan điểm của mình. Đó là thất bại. Đúng ra vợ chồng phải nói chuyện, chia sẻ được với nhau nhiều thì tốt hơn. Nhưng chúng tôi thì không. Đó là bi kịch. Sống chân tình. Nghệ sĩ Việt Anh làm nhiều việc, như hầu hết những kẻ độc thân khác, không dám lang bang rong chơi mà chọn công việc như một giải pháp chống chọi với nỗi cô đơn. Ông vẫn coi sân khấu là thánh đường, còn phim ảnh như một giải pháp vừa có tiền trang trải cuộc sống nhưng cũng vừa để khỏi phải rảnh rỗi gặm nhấm nỗi cô đơn. Sau này tôi muốn có một cái nhà bé bé để có chỗ nấu ăn và nằm nghỉ nữa. Điều đó lúc này vẫn là ước mơ xa vời. Tôi làm nghệ sĩ, tôi đóng phim rất nhiều nhưng tôi vẫn nghèo. Sợ nhất là đêm giao thừa, lúc đó không ai làm việc nữa. Bạn bè thân cũng về với gia đình, một mình bơ vơ, muốn khóc và thấy tủi thân lắm. Đành chọn quán bia nào đó, uống vài chai. Có đứa bạn nào thương thì nó ra uống cùng, còn không thì mình uống cho nó xỉn một chút, về ngủ cho lẹ. Mong nhanh qua cái Tết để mình chạy đi làm, gặp bạn bè, sống nhịp thường ngày, nó dễ hơn, Việt Anh nói. Về dần, Việt Anh chấp nhận coi sân khấu như một cuộc chơi không mấy thiết tha, lỡ làng và cay đắng, nên ông đã dồn cả niềm kỳ vọng cho cô con gái nhỏ. Tháng tháng ông phải cày ải trên khắp các chiến trường, hy sinh dần những mộng mơ một thời để có trên dưới 20 triệu đồng gửi cho con gái đang theo học bên Úc. Thậm chí ông rất sợ diễn những vai dài, chỉ thích những vai bé tí để nháo nhào chạy show hoặc tìm quên trong men rượu. Không giữ đôi lần Việt Anh trong trạng thái lơ mơ ngà ngà trên sàn diễn, đó là điều không thể chấp nhận với một diễn viên, nhưng lại có thể cảm được ở một con người, nghệ sĩ mất phương hướng với thân phận của chính mình. Ông sống không hoàn hảo, thậm chí có nhiều tật xấu, nhưng lạ là người ta vẫn yêu ông, chấp nhận cả cái xấu của ông như một mặt địch rất con người, luôn duyên dáng trong cả tật xấu mà không ai bắt chước được. Có nhiều ông bà nghệ sĩ mà khi vừa gặp mặt người ta đã muốn chạy xa, phải chăng với Việt Anh, chính những giọt nước mắt luôn chảy vào trong thân phận một đời người nghệ sĩ đã làm cho bạn bè không nỡ giận ông. Có bạn gái chỉ để tâm sự. Dù có bằng lòng hay phải chấp nhận cuộc sống một cách bất đắc dĩ, thì thẳm sâu trong mỗi người đàn ông đều cần một người đàn bà. Người xưa nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thế mà nghệ sĩ Việt Anh chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh. Rất nhiều người khi gặp nghệ sĩ Việt Anh đều muốn biết ông đã có ý định sống chung với ai đó chưa. Nhưng Việt Anh đều bảo, hiện nay thì tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Mặc dù ông vẫn khoe mình có bạn gái, một giáo viên dạy đàn piano. Ông và người phụ nữ ấy quen nhau cũng ngót 7 năm rồi, cô ấy kém ông gần 20 tuổi. Và theo lời kể của ông, đó là người phụ nữ tinh tế, thông minh, biết chia sẻ và luôn quan tâm tới ông. Ở cuối đời, có một người phụ nữ để tâm sự đã là vui, là đủ rồi.
Ông bảo, suy nghĩ của tôi đã bão hòa và chẳng muốn ôm vào. Với tôi, mục đích hiện giờ là sống cho con nhiều, yêu thương để mong tạo cho con suy nghĩ đúng đắn. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!